Sáng nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần trí tuệ học của Đạo Thánh Đế tiếp theo. Thì được rồi, sư có chia sẻ đến hội chúng chúng ta về cái phần trí tuệ học của Đạo Thánh Đế. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua ba chi pháp, đó là chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ. Thì chánh kiến thì đợt rồi sư có phân tích chia sẻ cho hội chúng mình tìm hiểu đó. Thì chánh kiến thì gồm có 5 loại, đó là thứ nhất là chánh kiến chúng ta có niềm tin nơi nghiệp báo. Chánh kiến thứ hai là chúng ta chứng thiền và đắc thông. Chánh kiến thứ ba là chúng ta thực hành tứ niệm xứ để chúng ta thấy được danh sắc tất cả pháp vũ vi là vô thường của vô ngã. Và chánh kiến thứ tư tức là tâm đạo siêu thế. Và chánh kiến thứ năm tức là tâm quả siêu thế. Thì chánh kiến gồm có 5 loại. Như vậy thì chúng ta chia phân ra làm 2 loại. Chánh kiến mà có niềm tin nên nghiệp báo, và chúng ta đắc thiền đắc thông, và chúng ta thực hành tới niệm xứ để chúng ta nhận thức được tất cả pháp vô vi là vô thường, khổ vô ngã. Thì những chánh kiến này được xem là chánh kiến hiệp thế, chỉ bắt cảnh trong đời. Còn chánh kiến siêu thế gồm có 2 loại, đó là tâm đạo siêu thế và tâm quả siêu thế, sanh khởi để bắt cảnh niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng để diệt trừ tà kiến. Và cái chi pháp thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy thì gồm có 2 loại, chánh tư duy hiệp thế và chánh tư duy siêu thế. Chánh tư duy hiệp thế tức là những cái tư tưởng hiện thiện như là vô tham, tư tưởng vô sân, tư tưởng vô si, tức là những cái tư tưởng liên hệ đến thiện. Thì những cái tư tưởng này được xem là chánh tư duy hiệp thế. Hay là tâm chúng ta hướng một cách đúng đắn để cho thiện tâm sanh khởi thì như vậy cũng được xem là chánh tư duy. Thì những loại chánh tư duy này được gọi là chánh tư duy hiệp thế và chánh tư duy siêu thế, tức là chánh tư duy đi chung với bát chánh đạo siêu thế, tức là đầy đủ 8 chi phần của bát chánh đạo hòa quyện với nhau để lấy niết bàn làm đối tượng để diệt trừ gọi là tà tư duy. Thì như vậy được gọi là chánh tư duy siêu thế. Và thứ ba nữa đó là chánh ngữ. Thì chánh ngữ thì cũng gồm có chánh ngữ hiệp thế và chánh ngữ siêu thế. Chánh ngữ hiệp thế tức là chúng ta có sự cố ý, chúng ta không có nói dối, chúng ta không có nói lời đâm thọc, chúng ta không nói lời thô ác, chúng ta không nói lời nhảm nhí. Nói chung những cái lời nói hiền thiện để chúng ta nói, để chúng ta xa lìa những cái ác pháp, thì những cái lời nói hiền thiện đó được xem là chánh ngữ. Thì những cái chánh ngữ này được xem là chánh ngữ hiệp thế. Còn chánh ngữ siêu thế tức là chánh ngữ tiết chế đi chung với tâm đạo siêu thế, tức là đầy đủ 8 chi phần của bát chánh đạo để lấy niết bàn làm đối tượng để diệt trừ tà ngữ. Tự như vậy được gọi là chánh ngữ siêu thế. Thì đây chúng ta phải cần hiểu rằng á, đề cập đến chánh ngữ siêu thế chỉ là yếu tố tinh thần thôi, tức là chỉ là một sắc na tâm thôi. Còn cái chánh ngữ hiệp thế thì chúng ta phải có thể sử dụng bằng cái lời nói, hoặc là chúng ta cố ý để chúng ta giữ cái giới, như là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời thô ác, không nói lời nhảm nhí. Thì chúng ta thấy rằng giữa cái chánh ngữ hiệp thế và chánh ngữ siêu thế nó khác nhau. Chánh ngữ hiệp thế tức là bắt cảnh trong đời, còn chánh ngữ siêu thế là lấy niết bàn làm đối tượng để diệt trừ tà ngữ. Thì được rồi, sư đã trình bày về cái phần trí tuệ học của Đạo Thánh Đế. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua ba chi pháp. Thì trí tuệ học của Đạo Thánh Đế sư thấy rất là quan trọng, cho nên sư giảng về cái pháp này, sự phân tích nó hơi rộng chút. Thì các Phật tử chúng ta nhớ những cái chi pháp
Và sau này khi mà sư phân tích, sư chia sẻ trên pháp hành đó, để chúng ta nắm được, sau này chánh niệm chúng ta sắc bén, chúng ta biết, tức là có những cái pháp nào đang hiện hữu trong lúc đó. Thì khi chúng ta có pháp học đó, chúng ta thực hành, chúng ta trải nghiệm, chúng ta thấy rõ như vậy, thì cái niềm tin chúng ta nó sẽ vững. Và cái sự tu tập chúng ta như vậy nó mới có sự tiến bộ được. Thì sáng nay tiếp tục sư sẽ trình bày những cái chi pháp tiếp theo. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái chi pháp thứ tư, đó là chánh nghiệp. Thì như thế nào gọi là chánh nghiệp? Trong kinh thì Đức Phật dạy rằng á, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì như vậy được gọi là chánh nghiệp. Thì người cư sĩ chúng ta đó phải hiểu rằng chánh nghiệp thì nó cũng có gồm chánh nghiệp hiệp thế và chánh nghiệp siêu thế. Thì trong lúc mà chúng ta thực hành đó, thì chúng ta phải thực hành về cái chánh nghiệp hiệp thế. Thì chánh nghiệp ở đây là chúng ta phải hiểu rằng đó, nếu mà chúng ta phân tách ra đó, thì chánh nghiệp nó thuộc về giới uẩn. Chúng ta nói hẹp đó, chúng ta nói ba, đó là tam vô lậu học, đó là giới, định và tuệ. Còn nếu mà chúng ta nói rộng đó, thì chúng ta nói bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm, là chánh định. Còn chúng ta nói rộng nữa đó, thì chúng ta đề cập đến 37 phẩm chờ đạo, tức là cái con đường mà chúng ta đi để đạt đến sự giác ngộ. Có những lúc thì Đức Phật dạy rằng giới định tuệ, có những lúc thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng tức là bát chánh đạo. Nếu mà chúng ta nói hẹp thì chúng ta nói giới định tuệ, chúng ta nói rộng chúng ta nói bát chánh đạo, chúng ta nói rộng nữa thì chúng ta nói 37 phẩm chờ đạo. Thì cái chi pháp thứ tư á, chánh nghiệp á, nó thuộc về, nếu mà chúng ta nói về tam vô lậu học á, thì nó thuộc về giới uẩn. Thì giới thì trong bát chánh đạo chúng ta lấy chi pháp á, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, nó thuộc về giới, giới uẩn. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định á, thuộc về định uẩn. Và chánh kiến và chánh tư duy thì thuộc về tuệ uẩn. Nếu mà chúng ta nói tam vô lậu học thì chúng ta nói lấy chi pháp giới định tuệ là như vậy. Thì người cư sĩ chúng ta đó, Đức Phật dạy chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải phát triển về cái chánh nghiệp, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, để cho thân chúng ta nó được thanh tịnh. Thì khi mà chúng ta đó từ bỏ sát sinh, tức là chúng ta không có sát hại tất cả loài hữu tình nào, chúng ta cũng có lòng từ, chúng ta không có giết, và chúng ta không bao giờ gian tham trộm cắp của ai, và chúng ta không bao giờ có thể phá hoại gia can của người khác, đó là chúng ta không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì như vậy để chúng ta phát triển cái thân chúng ta được thanh tịnh, để chúng ta nhiếp phục thân chúng ta làm ác, nghĩa là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đó là thân ác. Cho nên chúng ta tu tập chánh nghiệp để thân chúng ta được thanh tịnh. Còn chúng ta đó phát triển chánh ngữ để cho khẩu chúng ta được thanh tịnh. Khi mà chúng ta đó muốn đạt được cái chánh nghiệp siêu thế đó, thì đầu tiên là chúng ta phải có chánh nghiệp hiệp thế trước đó nè. Chúng ta phải có cái thân thanh tịnh trước, rồi chúng ta tu tập, rồi chúng ta mới đạt được những cái pháp nó siêu việt hơn. Thì cái chi pháp chánh nghiệp á, thì người cư sĩ chúng ta phải hiểu rằng gồm có hiệp thế và siêu thế. Thì chánh nghiệp hiệp thế tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nó thuộc về chánh nghiệp hiệp thế. Và như thế nào gọi là chánh nghiệp siêu thế? Tức là chánh nghiệp tiết chế đi chung với bát chánh đạo siêu thế, đầy đủ có 8 chi phần của bát chánh đạo hòa quyện với nhau để bắt cảnh niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng để diệt trừ gọi là tà nghiệp. Cho nên đối với bậc thánh tu được quần rồi đó thì các ngài không còn tà nghiệp nữa, chứ đừng nói chi đến những bậc thánh từ đà hàm, anh hàm và a la hán.
Thì chúng ta phải hiểu là nó chánh nghiệp hiệp thế và chánh nghiệp siêu thế nó khác với nhau. Thì khi mà chánh nghiệp siêu thế sanh khởi đó, thì lấy niết bàn làm đối tượng để diệt trừ những cái phiền não ngủ ngầm, tức là cái những cái phiền não ngủ ngầm mà nó phát sinh đó, để thăng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì những cái phiền não ngủ ngầm đó bị đoạn diệt. Cho nên đối với bậc thánh Tu Đà Vườn, Tư Đà Hàm, Anh Hàm và A La Hán thì các ngài không còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm nữa. Và chúng ta phải hiểu như vậy. Thì khi mà đề cập đến chánh nghiệp siêu thế đó, thì chúng ta phải cần hiểu rằng chỉ là những cái yếu tố tinh thần thôi, tức là những cái tâm chánh nghiệp tiết chế nó đi chung với bát chánh đạo, chỉ là một sát na tâm thôi. Khi mà chúng ta đề cập á, về những cái chi phần này đó, sau này chúng ta tu tập á, thì chúng ta muốn đạt đến đạo quả thì người cư sĩ chúng ta phải làm như thế nào đó để cho chúng ta có chánh ngữ, chúng ta phải có chánh nghiệp để cho thân chúng ta thanh tịnh, khẩu chúng ta thanh tịnh á, thì khi đó chúng ta mới tu tập thiền, chúng ta có thể đắc thiền, chúng ta tu gọi là tứ niệm xứ thì các tình tuệ nó mới phát sanh được. Còn chúng ta chưa tìm hiểu kỹ đó, thì sau này khi mà chúng ta có sự nỗ lực, chúng ta tha thiết để chúng ta thực hành để mong đến sự giải thoát, mà chúng ta không có hiểu được con đường đưa đến sự giải thoát, thì chúng ta tu thì chúng ta không thể nào có thể giác ngộ được, và chúng ta sẽ gặp nhiều cái sự rắc rối trong cái việc tu tập của mình. Thì chúng ta nhớ rằng á, những cái nghiệp ác mà chúng ta làm á, nó sẽ ảnh hưởng trong cái việc thực hành của mình. Chẳng hạn sẽ nói thí dụ đi, trong lúc mà chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp trong quá khứ, chúng ta sinh ra đời, chúng ta có thân thể khỏe, chúng ta có cái trí tuệ bẩm sinh, chúng ta có một cái sự thông minh, cơ thể chúng ta cường tráng, thì khi mà chúng ta thực hành á, chúng ta thấy nó dễ dàng hơn mà chúng ta bị bệnh hoạn, hay là chúng ta là người thiếu trí tuệ, tức là những cái nghiệp ác quá khứ mình tạo đó, thì những cái này là những cái sự chướng ngại, không thể nào chúng ta có thể đắc đạo được. Bây giờ chúng ta đang hành thiền đi, chúng ta đang quan sát thân tâm này một cách hết sức là thoải mái, chúng ta thấy rõ những hiện tượng nó sanh khởi, nhưng mà cái ác nghiệp bắt đầu nó phát sinh, nó phát sinh, nó làm cho chúng ta bị nhức đầu, nó làm cho chúng ta bị đau bụng, hay nó làm cho chúng ta nhức nhối trong cơ thể này đó, thì cái đó chúng ta không còn chánh niệm mình nữa, tại nó đau quá đi, niệm định mình còn yếu mà, thì những cái đau đớn bệnh hoạn nó phát sinh là do cái nghiệp ác quá khứ đó, chúng ta đã tạo về cho quả, thì trong lúc đó chúng ta thấy nó cản trở cái sự tu tập của chúng ta. Thì như thế nào cũng vậy, trong đời sống này đó, mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, khi mà chúng ta đã sắp xếp công việc hay là chúng ta đến trường thiền để chúng ta muốn tu hành biên mật để phát triển định tâm và các cái trí tuệ để cho nó sinh khởi, nhưng mà chúng ta không có chánh ngữ chánh nghiệp, tức là giới chúng ta nó không có, mà chúng ta lại sống bằng cách là tà ngữ tà nghiệp, tức là chúng ta đã phạm những cái lỗi lầm, thì những cái ác nghiệp này nó sẽ là cái sự chướng ngại. Nghiệp tuy rằng nó vô hình nhưng mà nó có một sức mạnh vô cùng, nó sẽ cản trở chúng ta tu tập, chúng ta không thể nào có sự tiến triển được. Hai giờ người cư sĩ chúng ta mà có hành thiền nhiều á, mà khi mà chúng ta bị phạm giới, chúng ta vô hành thiền á, tâm chúng ta nó trong sáng, thì nó nhớ lại những cái lỗi lầm, cái tâm chúng ta nó chào hối, thì cái sự chào hối đó là do mình nhớ lại những cái bất thiện mình đã làm. Thì khi mà tâm chúng ta chào hối là tâm chúng ta dao động rồi, chúng ta không còn chánh niệm được nữa. Cho nên á, Đức Phật ngài dạy có những pháp đưa đến sự chiếu ngại đó. Cho nên nếu mà chúng ta vấp phải những cái lỗi lầm đó là chúng ta bị chướng ngại. Cho nên trong cái bài kinh, trong bộ kinh đó, Đức Thế Tôn ngài dạy về những cái 10 thập lực và 4 vô sở ý của Đức Phật. Trong cái 4 vô sở ý của Đức Phật đó, tức là cái vô sở ý thứ nhất đó, là những gì Đức Thế Tôn ngài thiết á, ngài nói ra đó, tức là do cái sự chứng ngộ của ngài, chứ không phải ngài nghe người khác hay là ngài tin người khác rồi bắt đầu cái ngài xiết thiết.
Mà những gì Ngài nói ra tức là do Ngài đã chứng đạt, Ngài ngộ, Ngài hiểu. Đó là cái vô sở quý thứ nhất của Đức Phật. Và cái vô sở quý thứ hai của Đức Phật á, tức là Đức Thế Tôn Ngài đã đoạn tận những cái kiết sử phiền não. Cho dù Ngài đến những cái hội chúng như là Phạm Thiên hay là Chư Thiên, hay là những cái hội chúng như là Sắc Đế Lị hay là Bà La Môn, thì Ngài lúc nào cũng gọi là có sự định tĩnh cả. Ngài không có run sợ đối với bất cứ hội chúng nào. Vì sao vậy? Vì Đức Thế Tôn Ngài đã diệt trừ những cái kiết sử phiền não. Đó là cái vô sở quý thứ hai của Đức Phật. Cái vô sở quý thứ ba của Đức Phật á, tức là những cái pháp nào mà Đức Thế Tôn Ngài nói là chướng ngại đạo mà chúng ta đó lại vấp phải những cái lỗi lầm đó, chúng ta thực hành những cái pháp đó, những cái tà pháp đó là chúng ta sẽ bị chướng ngại. Đó là vô sở quý thứ ba mà Đức Thế Tôn có cái quy lực như vậy. Và vô sở quý thứ tư á, tức là những cái pháp mà Đức Phật dạy đó, Ngài dạy rằng đây là con đường đưa đến sự giác ngộ, mà chúng ta thực hành theo đúng như vậy chắc chắn chúng ta sẽ được giác ngộ. Cho nên Bát Chánh Đạo mà Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên bố cho chư thiên và nhân loại, Ngài dạy rằng đây là con đường để giúp cho chúng sanh đạt đến sự giác ngộ. Hiện giờ chúng ta tìm hiểu đúng theo lời dạy của Đức Phật, đi theo con đường Bát Chánh Đạo mà chúng ta tu, suy nghĩ rằng không sớm thì muộn thì chúng ta sẽ đạt đến sự giác ngộ. Tùy theo cái sự tinh tấn của chúng ta có nỗ lực hay không thôi. Và bây giờ chúng ta đi ngoài con đường Bát Chánh Đạo á, thì chúng ta có thực hành kiếp này kiếp khác, nhiều kiếp đi nữa thì chúng ta cũng luân hồi mãi thôi. Tại mình đi không đúng con đường. Cho nên con đường đạo đế, con đường này nó rất là quan trọng, nên chúng ta phải cứ cần tìm hiểu. Người cư sĩ chúng ta cứ tìm hiểu từ cái chi pháp cho nó rõ. Rồi sau này đó mà chúng ta thấy cái duyên nó đã đủ, rồi chúng ta cũng mong mỏi đến sự về giải thoát, chúng ta thấy thế gian này là đau khổ, thế gian này là nhiều cái sự gọi là hiểm nguy, thì khi đó chúng ta sẽ hạ thủ công phu. Chúng ta đã tìm hiểu về con đường Bát Chánh Đạo rồi, khi đó chúng ta thực hành thì suy nghĩ rằng các vị sẽ đạt được nhiều cái sự lợi ích. Còn nếu mà chúng ta đó đi theo con đường Bát Chánh Đạo mà chúng ta chưa đạt đến những cái đạo quả, tức là Bát Chánh Đạo siêu thế, thì trong lúc đó chúng ta thực hành Bát Chánh Đạo hiệp thế, chúng ta vẫn có phước, chúng ta sanh trời người, chúng ta không sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Chúng ta phải cần hiểu như vậy. Thì chánh ngữ và chánh nghiệp á, nó thuộc về giới quẩn. Rồi cái chi pháp thứ năm á, là Đức Phật dạy rằng là chánh mạng. Chánh mạng là gì? Tức là những cái nghề nghiệp nuôi cái thân mạng chúng ta chân chánh, tức là những cái nghề mà chúng ta làm không có làm đau khổ cho mình, cho người, thì như vậy được gọi là chánh mạng. Thì Đức Phật có dạy đó, người cư sĩ chúng ta có năm cái nghề chúng ta không có nên làm để nuôi cái thân mạng này. Cái nghề thứ nhất á, tức là chúng ta không có nên buôn bán gọi là thuốc độc. Thì khi mà chúng ta buôn bán thuốc độc á, tức là chúng ta làm khổ chúng sanh khác. Khi chúng ta làm cái nghề này đó để chúng ta có tiền, chúng ta nuôi cái thân mạng chúng ta, thì như vậy nó rơi vào tà mạng. Cái nghề thứ hai là chúng ta không được làm, đó là gì? Tức là chúng ta buôn bán vũ khí, chẳng hạn như là chúng ta buôn bán cung tên, chúng ta buôn bán những cái đồ như là lưới hay là những cái bẫy để cho người ta bẫy chim, người ta bắt cá, thì những cái đó chúng ta cũng không nên làm những cái nghề đó. Nếu mà chúng ta làm những cái nghề đó để nuôi cái mạng sống này thì được, như vậy được gọi là tà mạng. Cái nghề thứ ba là chúng ta không có buôn bán những cái chất sai như là rượu hay là ma tí, những cái gì mà làm cho chúng sanh phải gọi là cuồng tâm loạn trí, thì chúng ta không nên làm cái nghề đó. Nếu mà chúng ta làm cái nghề đó để nuôi cái mạng sống này, như vậy được rơi vào tà mạng. Và cái nghề thứ tư là chúng ta không có nên buôn bán người nô lệ đó. Thì ngày xưa người ta cũng có làm cái nghề gọi là buôn bán người để làm nô lệ. Thì người cư sĩ chúng ta cũng không nên làm cái nghề này. Và thứ năm nữa là chúng ta không có nên nuôi những cái con vật, chẳng hạn gà, vịt, heo gì đó, rồi bắt đầu chúng ta lại bán cho người ta giết người ta ăn. Thì những cái nghề đó thì Đức Phật cũng cho phép.
Thì chúng ta phải hiểu rằng là năm cái nghề này đó mà chúng ta làm để nuôi cái mạng sống này, như vậy được rơi vào cái vấn đề tạm mạng. Và lại nữa, những cái nghề nào mà chúng ta làm á, mà đau khổ cho người, liên hệ đến thân ác, khẩu ác, đau khổ mình người, là chúng ta có kinh tế, có tiền để nuôi cái mạng sống này, thì như vậy cũng rơi vào cái vấn đề tà mạng. Chẳng hạn như giờ chúng ta thấy rằng á, có những lúc á, chúng ta vừa có cái tà nghiệp mà chúng ta lại vừa có tà mạng. Có những lúc chúng ta vừa có tà nghĩ ngữ mà chúng ta lại có tà mạng nữa. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta nói dối. Khi mà chúng ta nói dối á, mà không vì kinh tế, không vì cuộc sống sinh nhai đó, thì cái sự nói dối đó chúng ta chỉ phạm vào cái vấn đề gọi là tà ngữ thôi, chứ chúng ta không có bị tà mạng. Nhưng mà chúng ta là cái người gọi là kinh doanh đó, chúng ta buôn bán là chúng ta nói dối, chúng ta lừa đảo người khác để vì cái cuộc sống chén cơm manh áo, thì như vậy chúng ta vừa có tà ngữ mà chúng ta vừa có tà mạng luôn. Rồi lại nữa, khi mình đề cập đến chẳng hạn như là chúng ta nói đâm thọc, hay là chúng ta nói lời thô ác, chúng ta nói lời nhảm nhí, nếu mà chúng ta nói lời đâm thọc hay là chúng ta nói lời thô ác, chúng ta nói về nhảm nhí mà không liên quan đến cái sự mưu sinh đó, thì như vậy chúng ta chỉ rơi vào cái vấn đề gọi là tà ngữ thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói những lời đâm thọc, chúng ta nói những lời gọi là thô ác, chúng ta nói những lời nhảm nhí mà liên quan đến kinh tế, về cái cuộc sống của mình đó, thì như vậy chúng ta vừa có tà ngữ mà chúng ta vừa có tà mạng. Chẳng hạn như sẽ nói ví dụ những cái người diễn viên hay là những cái người mà người ta đóng hài đó, thì họ lại nói những cái điều nhảm nhí không có thật, thì những người này đó họ làm như vậy là vì cái cuộc sống của họ. Thì như vậy những người này họ vừa có tà ngữ mà họ vừa có tà ngữ mà họ vừa có tà mạng. Còn đối với chúng ta có những lúc mà chúng ta phóng túng, chúng ta phiền não, chúng ta nói lời nhảm nhí, nhưng mà chúng ta nói những cái điều này không phải vì cuộc sống, vì cái sự sinh nhai, thì như vậy chúng ta chỉ rơi vào cái vấn đề gọi là tà ngữ thôi, chứ chúng ta không có rơi vào tà mạng. Hiện nay chúng ta phải cần hiểu rằng đó là những cái lời nói như là nói dối, nói đâm thọc, nói lời thô ác, nói lời nhảm nhí mà liên quan đến kinh tế để nuôi cái mạng sống này, thì như vậy chúng ta vừa có tà ngữ mà chúng ta vừa có tà mạng. Rồi đây nữa, khi mà chúng ta sát sinh á, chẳng hạn như mà chúng ta sát sinh vì cái sự mưu sinh để nuôi cái thân mạng này đó, thì trong lúc đó chúng ta vừa có tà nghiệp mà chúng ta vừa có tà mạng. Chẳng hạn như có những người mà họ làm kinh tế, họ phát triển kinh tế bằng cách là họ làm cái nghề đồ tể, hay là họ đi làm biển rồi đó, tức là họ bắt cá, bắt tôm, hay là có những người họ giết bò trâu, hay có những người họ giết gà vịt đó. Thì những chúng sanh này đó họ làm như vậy vì cái kinh tế, vì cuộc sống, thì những người này họ vừa có tà nghiệp, tức là sát sanh là tà nghiệp, và họ luôn có tà mạng, tại vì họ làm cái nghề đó để họ sinh sống mà. Còn có những trường hợp á, chúng ta chỉ có vướng phải, dấp phải về cái vấn đề gọi là tà nghiệp thôi, chúng ta không rơi vào tà mạng. Chẳng hạn giờ chúng ta đang ngồi, cái mũi nó bay, mà xưa chúng ta chưa biết đạo á, chúng ta đập con mũi, thì trong lúc mà chúng ta đập con mũi, thì trong lúc đó không phải vì cái cuộc sống, không phải vì cái sự nuôi cái thân mạng này, mà do chúng ta phiền não, mà chúng ta đập chết nó vậy thôi, thì như vậy chúng ta chỉ rơi vào cái vấn đề gọi là tà nghiệp thôi, chứ chúng ta không rơi vào tà mạng. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa, trong cái vấn đề gọi là tà nghiệp á, chúng ta chậm cấp, thì khi mà chúng ta chậm cấp á, thì chúng ta thấy rằng chúng ta rơi vào cái vấn đề gọi là tà nghiệp, là chúng ta lấy cái tài sản nó nuôi cái mạng sống của mình, thì như vậy chúng ta vừa có tà nghiệp mà chúng ta có tà mạng. Còn cái vấn đề gọi là tà dâm á, chẳng hạn có những người á, chẳng hạn như sẽ nói ví dụ anh chàng đó, anh biết cái cô đó đã có gia đình rồi, và anh ta mới đến, anh ta tán tỉnh để anh ta quan hệ bất chính, nhưng mà anh ta nghĩ trong đầu á, khi mà lấy được cô này rồi, cô này sẽ lo cho mình trong cái cuộc sống, mình sẽ đầy đủ về vật chất hơn,
Thì anh này anh vừa rơi vào cái vấn đề gọi là tàng nghiệp, mà anh vừa rơi vào cái vấn đề tà mạn. Thì nói chung á, chẳng hạn như là chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tức là nó thuộc về tà nghiệp, mà chúng ta nghĩ làm những cái này để nuôi cái mạng sống này, liên quan đến kinh tế đời sống, thì như vậy chúng ta vừa có tà mạng, vừa có tà nghiệp, mà vừa có tà mạng. Cho nên người cư sĩ chúng ta phải hiểu vậy. Thì khi mà chúng ta có tà ngữ và tà nghiệp và tà mạng á, tức là cái giới uẩn chúng ta không có, thì chúng ta không thể nào đạt đến định uẩn và tội uẩn được. Cho nên á, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về giới, đó là cái nền tảng đầu tiên chúng ta phải có. Thì đối với người cư sĩ á, trong năm cái nghề mà nãy sư vừa đề cập á, tức là chúng ta làm những cái nghề như chúng ta buôn bán thuốc độc, chúng ta buôn bán cung tên, chúng ta tức là buôn bán vũ khí, và chúng ta buôn bán rượu, chúng ta buôn bán người, chúng ta buôn bán chúng sanh, thì chúng ta làm những cái nghề này đó, thì người cư sĩ chúng ta rơi vào cái vấn đề tà mạn. Nhưng mà đối với các sư á thì nó lại nhiều hơn đó. Đó người xuất gia mà Đức Phật dạy những vị tỳ kheo á, mà kinh doanh buôn bán để lấy cái tiền đó nuôi cái thân mạng này, tức là vị tỳ kheo rơi vào vấn đề gọi là tà mạng. Hay là vị tỳ kheo mà xem ngày xem tháng, xem ngày xem tháng cho các Phật tử, rồi các Phật tử mới cúng dường, thì những vị tỳ kheo đó làm những cái nghề đó để nuôi cái mạng sống này, thì vị tỳ kheo đó cũng rơi vào tà mạng. Hay là vị tỳ kheo có những cái vật này vật kia được, là đem cái vật này mới cho người này người kia để muốn lấy lòng người Phật tử, để người Phật tử họ cúng dường đó, thì vị tỳ kheo mới nhận cái sự cúng dường đó, chẳng hạn y phục đồ ăn, thì vị tỳ kheo này cũng rơi vào tà mạng. Cho nên đối với các sư á, cái tà mạng á, nếu mà phân tích ra nó nhiều, còn đối với người cư sĩ chúng ta thì nó lại ít hơn. Thế đây, nếu mà chúng ta đó muốn đi theo con đường Bát Chánh Đạo, mà chúng ta lại thực hành những cái phi pháp, tức là chúng ta lại có tà ngữ, chúng ta có tà nghiệp, chúng ta có tà mạng, thì chúng ta không thể nào đắc đạo quả được, tại chúng ta đã đi ngoài con đường Bát Chánh Đạo rồi. Cho nên đó, khi mà chúng ta đến trường thiền chúng ta tu, thì chúng ta phải thanh lọc lại. Chúng ta thấy rằng ở trong thời gian qua mình thiếu những cái chi phần nào của Bát Chánh Đạo. Chẳng hạn khi mà chúng ta vào trường thiền á, chúng ta xin để tu 1 tháng hay là 2 tháng hay 1 năm, thì khi mà vào trường thiền á, thì chúng ta nhớ chúng ta phải phát triển cái chánh ngữ, chúng ta không rơi vào tà ngữ, tức là chúng ta luôn nói lời chân thật, chúng ta không có nói dối, chúng ta nói cái lời hòa hợp, chúng ta không có nói lời chia rẽ, chúng ta nói lời dịu ngọt, chúng ta không nói lời thô ác, chúng ta nói điều có lợi ích chứ chúng ta không nói lời nhảm nhí. Để khi mà chúng ta vào trường thiền á, chúng ta không có cố gắng để chúng ta thực hành gọi là chánh ngữ. Khi mà vô hành thiền á, thì chúng ta cố gắng chánh niệm, xả thiền ra, bắt đầu chúng ta ngồi, chúng ta nói người A, người B, và chúng ta nói những cái chuyện nhảm nhí, rồi bắt đầu chúng ta mới nói đâm thọc, nói người kia tốt, người kia xấu, rồi chúng ta chia rẽ đủ thứ á. Thì như vậy chúng ta rơi vào tà ngữ rồi. Thì sao mà chúng ta có thể đạt được những cái tầng tuệ, hay là chúng ta đạt đến thiền? Cho nên đó, trong kinh Đức Phật dạy đó, các vị tỳ kheo mà gặp nhau đó, thì không có nên nói những cái chuyện gọi là nhảm nhí, thị phi. Tức là những vị đó có gặp nhau với trao đổi về giới, trao đổi về định, trao đổi về tuệ, trao đổi về chỗ độc cư, về thiểu dục, về chi túc vân vân. Nếu mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, tu muốn đạt đến đạo quả, thì các vị nó không có nên nói những cái lời gì tàn ngữ. Cho nên người cư sĩ chúng ta hiểu được các chi pháp này rồi đó, thì sau này khi mà chúng ta đến trường thiền á, là chúng ta phải luôn luôn để chúng ta thu thúc cái lời nói của mình. Chứ mà chúng ta vào trường thiền rồi mà chúng ta còn nói dối, chúng ta còn nói lời gì chia rẽ, chúng ta còn nói lời thô ác, chúng ta còn nói lời nhảm nhí, là chúng ta đã đi ngoài con đường Bát Chánh Đạo rồi. Cho nên đến các trường thiền á, thì phần lớn á, mình sẽ thấy rằng á, các thiền sư không cho mình nói chuyện, nói những gì cần thiết thôi. Chẳng hạn khi mà những cái gì quan trọng để trao đổi với nhau về pháp học hay pháp hành, chứ không có nói chuyện lung tung. Để làm chi vậy? Để mình có chánh ngữ.
Cho nên người cư sĩ chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta cố gắng sau này chúng ta thấy mình còn thiếu những cái gì đó chúng ta bổ sung. Hay là chúng ta thấy rằng chúng ta tu một thời gian mà sau cái pháp hành mình không có tiến bộ, tức là mình không có sự hiểu biết, trí tuệ nó không có phát sinh đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã thiếu cái gì đó và chúng ta đã đi ngoài con đường bát chánh đạo. Khi chúng ta hiểu được như vậy là đó, thì chúng ta phải cố gắng chúng ta phát triển về chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm đó. Đó là người cư sĩ chúng ta phải phát triển về chánh nghiệp để cho thân chúng ta được thanh tịnh. Là chúng ta đã quyết chí đi trên con đường giải thoát thì chúng ta phải có chánh mạng. Cho nên sẽ thấy có những vị tỳ kheo, có những vị trước khi dễ vui rồi cũng không có thực hành theo bát chánh đạo, tức là giới lực không có quan trọng, không có giữ đó. Thì sau này các vị nó cũng hiểu được giới là quan trọng nên các vị mới thu thúc lại, các vị mới trau dồi chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng cho nó được ổn định. Rồi khi đó các vị vô trường thiền tu thời gian, các vị đó sự tiến bộ. Để khi mà chúng ta phạm giới của Đức Phật thì chúng ta tu chúng ta không có tiến được, chúng ta không thể đắc thiền đắc đạo được. Hai người cư sĩ chúng ta đã phạm cái giới nào rồi thì chúng ta phải sám hối, chúng ta xin giới lại. Chúng ta là cái người có giới thì đó chúng ta tu chúng ta sẽ đạt đến những cái pháp gọi là cao thượng hơn. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng á, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng á, thì nó thuộc về giới uẩn, thì nó nằm trong bát chánh đạo. Thì cái chánh mạng hiệp thế á, và cái chánh mạng siêu thế nó khác nhau. Chánh mạng hiệp thế tức là những cái nghề nghiệp mà chúng ta làm đó không có liên quan đến thân ác và khẩu ác, mà không có liên quan đến cái nghề mà để làm đau khổ cho mình, cho người đó, thì những cái chánh mạng này được gọi là chánh mạng hiệp thế. Để chúng ta tu tập để chúng ta làm cho thân chúng ta được thanh tịnh, khẩu chúng ta được thanh tịnh. Rồi cái chánh mạng siêu thế đó, tức là chánh mạng tiết chế đi chung với bát chánh đạo siêu thế, tức là đầy đủ tám chi phần của bát chánh đạo hòa quyện với nhau, lấy niết bàn làm đối tượng để diệt trừ tà mạng. Cho nên những bậc thánh tu được quần thì các ngài không còn tà mạng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, những cái chánh ngữ siêu thế, chánh mạng siêu thế và chánh nghiệp siêu thế nó chỉ là những yếu tố tinh thần thôi. Tại vì khi mà chúng ta đắc đạo á, chúng ta thấy nó chỉ có một sắc na tâm thôi. Còn cái chánh ngữ hiệp thế và chánh nghiệp hiệp thế và chánh mạng hiệp thế thì nó khác. Tức là những cái pháp này nó bất cảnh trong đời. Thì trong lúc mà chúng ta tu tập á, khi mà đề cập đến pháp hành á, thì chúng ta phải phát triển về chánh ngữ hiệp thế, chánh nghiệp hiệp thế và chánh mạng hiệp thế. Còn chánh ngữ siêu thế, chánh nghiệp siêu thế và chánh mạng siêu thế thuộc về pháp thành, tức là cái pháp mà chúng ta tu chứng chứ không phải là pháp chúng ta tu tập. Bây giờ chúng ta muốn đạt được những cái chánh ngữ siêu thế, chánh nghiệp siêu thế và chánh mạng siêu thế thì chúng ta phải có chánh ngữ hiệp thế, chánh nghiệp hiệp thế và chánh mạng hiệp thế trước cái nào. Tức là chánh ngữ hiệp thế, chánh nghiệp hiệp thế và chánh mạng hiệp thế thuộc về nhân, thuộc về pháp hành. Và chánh ngữ siêu thế, chánh nghiệp siêu thế và chánh mạng siêu thế thuộc về thành quả, thuộc về pháp thành. Đó là người cư sĩ chúng ta phải hiểu về. Bây giờ sẽ đề cập đến cái chi pháp tiếp theo nữa là chánh tinh tấn. Thì tôi nghĩ ngày hôm nay chúng ta học cũng ba chi pháp. Chúng ta nhớ rằng chúng ta học để chúng ta nhớ những cái chi pháp đó cho nó rõ. Rồi sau này đó khi mà thực hành á, trong lúc chánh niệm á, sẽ phân tích trên phương diện pháp hành á, trong lúc mình chánh niệm á, thì trong lúc đó có những cái chi phần nào của bát chánh đạo mà chúng ta muốn á, trải nghiệm bằng cái pháp hành á, để chúng ta cảm nhận nó như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu được những cái chi pháp học trước cái nào. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta tìm hiểu về cái chánh tinh tấn trong cái phần của trí tuệ học của Đạo Thánh Đế. Thì như thế nào gọi là chánh tinh tấn? Thì Đức Phật dạy rằng á, tức là chúng ta phải có sự siêng năng, cái sự cố gắng. Thì cái sự siêng năng, cái sự cố gắng á, thì gồm có bốn sự siêng năng. Cái sự siêng năng thứ nhất á, là Đức Phật dạy rằng á,
sự siêng năng tinh tấn để đề phòng những bất thiện nào chưa sanh, đừng để cho phát sanh. Đó là cái sự siêng năng thứ nhất, thuộc về chánh tinh tấn. Cái sự siêng năng thứ hai đó, tức là siêng năng tinh tấn những bất thiện nào đã sanh và đang sanh, thì phải tinh tấn để dẹp trừ những bất thiện đó. Đó là cái sự chánh tinh tấn. Đó là cái sự siêng năng thứ hai. Và cái sự siêng năng thứ ba đó, thì Đức Phật mới dạy rằng sự siêng năng tinh tấn những thiện pháp nào chưa có, thì phải cố gắng nhiệt tâm làm cho cái thiện pháp đó sanh khởi. Đó là sự siêng năng thứ ba. Và cái sự siêng năng thứ tư đó, tức là siêng năng cố gắng những thiện pháp nào có rồi đó, phải nỗ lực để gìn giữ cái thiện pháp đó cho được tồn tại và cho được sung mãn. Thì bốn sự siêng năng này được gọi là chánh tinh tấn. Thì chánh tinh tấn hiệp thế nó cũng đồng nghĩa với tứ chánh căn. Thì chúng ta phải hiểu rằng á, chánh tinh tấn nó khác và tà tinh tấn nó khác. Tức là chúng ta khi mà đề cập đến chánh tinh tấn, tức là chúng ta đề cập đến những tâm thiện. Còn cái tà tinh tấn là chúng ta đề cập đến những bất thiện. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng tham sân si nó vẫn có sự siêng năng, nó vẫn có sự tinh tấn. Chẳng hạn như người ăn trộm mà nó muốn lấy đồ của ai thì nó cũng phải cố gắng, nó siêng để nó rình rập, và nó cũng phải nỗ lực chờ đợi người ngày này sang ngày khác để đúng cái thời cơ đó, và nó sẽ đột nhập nó lấy đồ của người khác. Thì chúng ta thấy rằng á, cái tâm tham nó vẫn có sự siêng năng. Thì cái sự siêng năng này gọi là tà tinh tấn, tức là cái sự siêng năng đưa đến khổ mình khổ người, gọi là tà tinh tấn. Hay là chúng ta thấy rằng cái tâm sân nó vẫn có sự siêng năng. Hạn như là có cái người đó họ muốn trả thù một cái đối phương, và là cái người này cũng siêng năng để mà cố gắng để làm cách này cách kia để có cơ hội để mà mình sẽ hại cái người kia cho thỏa cái cơn giận của mình. Thì cái sự siêng năng đó cũng là nó thuộc về tà tinh tấn, tức là cái sự siêng năng này do tâm sân. Thì nói chung chúng ta thấy rằng á, cái tâm bất thiện nó vẫn có sự siêng năng, thì cái sự siêng năng đó thì nó thuộc về tà tinh tấn. Cho nên khi mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta vào giáo pháp này đó, chúng ta do lòng tham, chúng ta mong muốn cái này cái kia, chúng ta siêng năng, thì cái đó nó không phải là chánh tinh tấn đâu. Hay là chúng ta đang ngồi chúng ta bị đau á, chúng ta khó chịu và chúng ta cũng nỗ lực để mong là cho cái đau này mất đi á, đó là gọi là tâm sân và tà tinh tấn, không phải là chánh tinh tấn. Có những lúc mà chúng ta đau, chúng ta cũng siêng, nhưng mà chúng ta nỗ lực bằng cái tâm sân á, chúng ta muốn tiêu diệt cái đau đó, và chúng ta muốn siêng năng để mà vượt qua cái đau này bằng sân tâm, thì cái sự siêng năng nó cũng gọi là tà tinh tấn chứ không phải chánh tinh tấn. Thì chánh tinh tấn chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật dạy đó, tức là những bất thiện nào chưa sanh, chúng ta phải siêng năng, chúng ta phòng hộ, chúng ta đừng để cho phát sanh, cái đó mới được gọi là chánh tinh tấn. Những bất thiện nào đã sanh thì chúng ta phải siêng năng, chúng ta cố gắng, chúng ta dẹp bỏ, thì đó gọi là chánh tinh tấn. Những thiện pháp nào chưa có, chúng ta siêng năng để cho nó phát triển, thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn. Và những thiện pháp nào đã có rồi, chúng ta siêng năng, chúng ta gìn giữ, chúng ta làm cho nó sung mãn, thì như vậy mới được gọi là chánh tinh tấn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hiểu đường lời Đức Phật dạy, thì chúng ta tu chúng ta mới đạt đến sự lợi ích. Chứ chúng ta không khéo là suy nghĩ là có những người vô hành thiền tứ niệm xứ cũng vậy, bằng cái sự siêng năng, bằng tham, bằng sân, bằng thời gian là nó có sự rắc rối. Những người mới vô tu thì muốn thấy vô thường vô ngã đó, bằng cách siêng thấu, rồi mình mong cái này, mình muốn đạt cái kia đó, tâm tham nó len lỏi đó, đâu ngày chúng ta có sự rắc rối. Chúng ta tu thời gian chúng ta không thấy gì hết, chúng ta chán. Thì có những lúc chúng ta siêng năng vì cái sự ngã mạn của mình muốn ngồi lâu cho mọi người biết tôi là cái người tu giỏi, cũng cố gắng siêng để ngồi kiết già lưng thẳng, nhưng mà tâm thì nó không có thái độ đúng, mình ngồi trong cái tâm mình đầy dễ phiền não hết, mình ngồi mình chịu đựng để cho mọi người biết mình là cái người tu giỏi, thì cái sự siêng năng nó cũng là tà tinh tấn, nó không phải chánh tinh tấn. Cho nên bất thiện nó rất là đa dạng. Cho nên chúng ta muốn diệt trừ được phiền não thì chúng ta phải hiểu được lời dạy Đức Phật, chúng ta phải hiểu từ cái pháp nó thô cho đến cái vi tế, để chúng ta nhận diện được cái phiền não kẻ thù đó, chúng ta mới tiêu diệt được nó rất là gọi là tinh xảo.
nó lừa chúng ta từ đời này sang đời khác. Cho nên có những lúc mà chúng ta tu á, mà chúng ta không hiểu pháp, phiền não len lỏi trong đó, mà chúng ta tưởng đâu cái đó là tốt á, chúng ta chạy theo là chúng ta bị tụt dốc, chúng ta thụt lùi. Là hồi đó sư ở bên biến sư đang hành thiền á, chánh niệm mình đang tốt như vậy đó. Xong bắt đầu cái khi mà có những bất thiện trong tâm mà nó khởi lên là sư nhận diện liền, sư biết nó là phiền não mà. Bắt đầu cái phiền não nó giả qua cái mặt tốt, à, nó đóng cái vai tốt. Xong bắt đầu cái sư ngồi cái nó khởi lên những tư tưởng. Bây giờ mình hành thiền mình cũng có sự hiểu biết chút chút thôi, mình về Việt Nam mình hướng dẫn cho người ta, những người quen của mình đó, thấy họ cũng tội nghiệp. Thì cái tâm đó mình nghĩ là thiện mà. Bắt đầu cái sư đồng hóa với tâm đó, làm sư phóng túng, phóng dật. Cái đó cái niệm mình nó không còn ghi nhận được nữa. Thì cái đó cũng dạng phiền não. Thì chúng ta thấy phiền não nó rất là đa dạng. Cho nên chúng ta hành thiền chúng ta phải nhận diện được những cái bản chất của phiền não và chúng ta mới loại trừ được nó. Cho nên trong lúc mà chúng ta hành thiền, cho dù nó nghĩ tốt thì chúng ta đừng có chạy theo nó. Phiền não thì nó lừa chúng ta đủ thứ. Thì đây cái sự siêng năng thứ nhất á. Thì Đức Phật dạy rằng những bất thiện nào chưa sanh chúng ta phải đề phòng, chúng ta đừng để phát sanh. Chẳng hạn chúng ta thì còn phàm mà chúng ta có những cái phiền não và ngủ ngầm. Tức là đợt rồi sẽ có trình bày đó. Tức là phiền não có 3 tầng lớp. Tầng lớp thứ nhất là phiền não thô. Tầng lớp thứ hai là phiền não trung bình. Và cái tầng lớp thứ ba là cái phiền não gọi là vi tế. Thì trong lúc mà chúng ta có chánh niệm thì phiền não thô, thân, ác, khẩu ác không có mặt. Và khi chúng ta có chánh niệm thì cái phiền não trung bình trong nội tâm chúng ta nó đâu có sanh khởi, đâu có tham sân si trong đó. Nhưng mà cái phiền não ngủ ngầm á, tỳ miên á, tức là bình thường chúng ta không thấy nhưng mà đủ duyên thì nó sẽ xuất hiện. Hai giờ các Phật tử chúng ta ngồi đây, chúng ta đang nghe pháp, chúng ta đâu có khởi tâm sân đâu, chúng ta không có ghét ai hết, không có gặp những cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng á, thì phiền não sân nó sanh khởi. Nhưng mà các vị có bảo đảm rằng á, chút mà nghe pháp xong các vị sống trong cuộc sống này người ta chửi các vị có bảo đảm là không khởi tâm sân không? Chúng ta vẫn khởi tâm sân. Thì cái việc chúng ta khởi tâm sân như vậy tức là chúng ta còn phiền não ngủ ngầm. À, cái phiền não này tức là nó ẩn tàng. Thì bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta phải cố gắng gọi là siêng năng tinh tấn, chúng ta phải phòng hộ những bất thiện nào chưa sanh, chúng ta đừng để phát sanh. Thì giờ chúng ta phòng hộ bằng cách là chúng ta phải luôn luôn chúng ta phải chánh niệm, chúng ta thu thúc. Chứ giờ chúng ta dễ vui là bất thiện nó sanh. Nên chúng ta bình thường như vậy đó, thì chúng ta ngồi nghe pháp thì tham không sanh khởi, sân không sanh khởi, si không sanh khởi. Vì trong lúc này chúng ta đang hướng về cái lời dạy Đức Phật. Nên tâm thiện chúng ta đang sanh. Thì bất thiện nó không có sanh. Nhưng mà chúng ta nghe pháp xong rồi chúng ta về đó, nếu mà chúng ta không cố gắng chúng ta thu thúc chánh niệm á, thì phiền não nó sanh. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng á, những bất thiện nào chưa sanh á, thì phải siêng năng tinh tấn phòng hộ đừng để cho bất thiện nó sanh. Mà chúng ta tu mà chúng ta hiểu là Đức Phật dạy chúng ta tu như vậy thì suy nghĩ rằng á, thì cái sự đắc đạo chúng ta nó dễ dàng. Ngày giờ người cư sĩ chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sống phóng túng dễ vui, à, sống chúng ta buông lung như vậy đó, chúng ta gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng, cái khởi tâm sân lên, chúng ta phiền não, chúng ta nói ủa sao phiền não sanh kỳ vậy ta, tại vì mình còn phiền não ngủ ngầm mà mình không có chánh niệm, mình phóng dật thì cái phiền não nó sanh đó dĩ nhiên. Cho nên chúng ta tu á, mà chúng ta đã quyết tâm á, chúng ta muốn đạt được sự giải thoát là chúng ta phải luôn luôn chúng ta thu thúc, à, chúng ta phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ tư tưởng. Tức là người cư sĩ chúng ta đó biết rằng á, thân mình bây giờ chưa sát sanh, chưa trộm cắp, chưa tà dâm, nhưng mà đâu có bảo đảm rằng á, tương lai là có thể mình giữ được hay không. Thì giờ mình phải thu thúc, tức là luôn luôn chúng ta phòng hộ tinh tấn, không để cho mình lỗi lầm như là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Chúng ta phải phòng hộ. Là miệng chúng ta cũng vậy, tức là chúng ta biết là mình còn phàm á, nếu mà mình không có phòng hộ lời nói, mình sẽ nói dối, mình sẽ nói lời đâm thọc, mình sẽ nói lời thô ác, mình sẽ nói lời nhảm nhí, thì mình phải phòng hộ, phải thu thúc với lời nói, phải luôn luôn kiểm soát được cái lời nói. Chúng ta phòng hộ như vậy thì đó là cái sự tinh tấn, tức là bất thiện chưa sanh không thể cho phát sanh.
là những tư tưởng của chúng ta cũng vậy. Chúng ta biết rằng mình còn phàm á, thì đủ duyên thì nó những cái tư tưởng liên hệ đến tham, liên hệ đến sân, liên hệ đến si nó sẽ sanh. Thì giờ mình phải phòng hộ thu thúc bằng cách là mình chánh niệm tứ niệm xứ, hay là chúng ta phải an trú tu tập vào tâm từ để cho tâm mình đã an trú trong cái đề mục đó đó. Thì mình phòng hộ như vậy thì những cái tư tưởng bất thiện nó không sanh được. Thì cái sự siêng năng phòng hộ thân khẩu ý, thì như vậy cái sự siêng năng đó được gọi là chánh tinh tấn. Cho nên Đức Phật dạy các sư tu tập là phải hộ trì các căn, tức là phiền não nó sanh từ con mắt, nó sanh từ lỗ tai, nó sanh từ mũi, nó sanh từ lưỡi, nó sanh từ thân và nó sanh từ ý đó. Thì khi mà những cái phiền não nó sanh từ sáu căn này thì Đức Phật mới dạy rằng phải phòng hộ sáu căn. Khi mắt tới sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tiếng riêng, những nguyên nhân nào làm cho nhãn căn không được chế ngự, tham sân si sanh khởi, thì vị tỳ kheo phải hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý nhận biết các pháp cũng vậy. Thì Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải đề phòng, phải phòng hộ. Cho nên trong cái bài kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy rằng một ngày nọ có một cái con rùa nó đang đi kiếm mồi trên cái bờ sông, và con giả can nó cũng đi kiếm mồi. Thì khi mà con giả can nó thấy con rùa đang ở bờ sông thì con giả can nó mới chạy tới, thì con rùa cái đó nó mới thục bốn cái chân nó vào cái mai rùa của nó, và cái cổ, cái đầu là thứ năm. Con giả can đứng đó nó chờ hoài mà không thấy con rùa nó thò ra một cái chi phần nào cả. Còn giả can nó nghĩ rằng nếu một con rùa thò ra một chi phần nào, ta sẽ chụp lấy và ta sẽ bẻ gãy và ta sẽ ăn. Nhưng mà con rùa thì nó không có ra phần nào hết. Giả can nó mới nhàm chán, nó bỏ đi. Thì Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo cũng vậy nè. Các tỳ kheo ác ma luôn rình rập các ông, cho nên các ông phải luôn luôn phòng hộ. Các ma rình rập từ con mắt, từ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân và từ ý. Thì ma ác ma đây là Đức Thế Tôn ngài ám chỉ cho phiền não ma. Tức là khi mà bị tỳ kheo mà không có chánh niệm, khi mà thấy cảnh đẹp là tham sinh khởi, thì cái cảnh xấu là sân sinh khởi. Tức là vị đó không có phòng hộ, không có tinh tấn để mà thu thúc lục căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, hay là ý nhận biết các pháp, pháp khả hỷ khả ái thì tham sinh khởi, pháp mà không được hài lòng thì sân sinh khởi. Tức là phiền não nó sanh qua sáu căn. Thì Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải phòng hộ. Thì người cư sĩ chúng ta tu á, chúng ta muốn đừng cho phiền não sanh khởi là chúng ta phải phòng hộ. Chúng ta phải tránh xa những cái nguyên nhân nào làm cho phiền não phát sanh. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta đó, thấy rằng mình giao du với cái người đó, mình gặp người đó là phiền não nó sanh. Người đó chẳng hạn như là họ có tà kiến, họ là những người độc ác á, mà chúng ta gần họ là tâm phiền não chúng ta sanh, thì giờ chúng ta đừng có gần gũi những người đó nữa. Chúng ta đề phòng, chúng ta đừng có giao du với người đó nữa. Tại vì mình giao du với người xấu thì sau này chúng ta sẽ bị tiêm nhiễm tới những cái hành vi và những cái hành động của họ. Hay là họ có những cái tà kiến, chúng ta gần gũi họ một thời gian là chúng ta bị tiêm nhiễm vào những cái tà kiến của họ thôi. Thì như vậy chúng ta phải lánh xa. Nên chúng ta tu tập Đức Phật dạy rất là rõ ràng, tức là những bất thiện nào chưa sanh thì chúng ta phải siêng năng, chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực, chúng ta đề phòng đừng để cho phát sanh. Thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn. Các vị cứ làm thử như vậy đi, rồi các vị thấy có nhiều cái sự lợi ích. Thời Đức Phật mà có những vị tỳ kheo mà các ngài tu ở trong rừng núi mà các ngài thu thúc cái nổi, các ngài luôn luôn chánh niệm. Có vị tỳ kheo đó ở trong một cái hang động, mà trên cái hang đó có một cái cây nó chỗ hoa đó, tới mùa nó rụng xuống, mà vị tỳ kheo thu thúc đến nỗi mà ngài luôn luôn chánh niệm, ngài không có nhìn lung tung, mà ngài còn không biết ở trên hang đá nó có một cái cây có nhiều hoa như vậy, ngài thu thúc như vậy. Không bao lâu vị tỳ kheo này đắc đạo quả. Tại chúng ta thu thúc như vậy tức là cái phiền não nó không có mặt, thì tâm chúng ta nó luôn luôn nó an trú trong chánh niệm, mà tâm chúng ta được thanh tịnh. Thì thanh tịnh thì trước sau chúng ta cũng đắc đạo.
thì chúng ta phải hiểu vậy. Hay là có một vị tỳ kheo nọ đó, đi gặp một cái cô gái, thì cô gái này nó nhìn cái vị tỳ kheo này mới cười, thì cái vị tỳ kheo này thu thúc mà bằng cách gọi là chánh niệm á, chánh niệm tức là khéo tác ý. Cô gái này cười nhìn vào cái hàm răng quán và cái bộ xương khô á, vì nó đắc a la hán trong lúc đó, đó là vì nó đang thu thúc. Cho nên vị này đã tinh tấn nỗ lực, những bất thiện chưa sanh không thể phát sanh, thì trong lúc đó vị nó đắc đạo. Cho nên chúng ta đắc đạo, chúng ta phải nhớ rằng á, tức là chúng ta phải đang sống với tâm thiện, chúng ta đang có một cái tâm cực kỳ yên tịnh, thì khi đó tâm chúng ta yên tịnh bằng cái tâm thiện đó là chúng ta mới nhận thức được vô thường khổ vô ngã của danh và sắc này, khi đó đạo quả mới sanh. Chứ không phải là trong lúc mà chúng ta sanh khởi, chúng ta phiền não như tham sanh khởi, chúng ta ghi nhận tâm tham cái chúng ta đắc đạo đâu, không phải trong lúc này. Để trong lúc này tâm chúng ta nó bị ô nhiễm, tuy rằng chúng ta ghi nhận chúng ta loại trừ, nhưng mà chúng ta tu tập trong cái giai đoạn này nó không có sức mạnh để cho tâm đạo tâm quả sanh. Nên Đức Phật mới dạy cái cây mà nó còn nhiều cái nhựa sẽ thân cây mà nó còn tươi đó, mà chúng ta bỏ xuống nước xong rồi chúng ta đem lên để cạo với nhau để chúng ta lấy lửa, thì cái lửa để phát sinh thì điều này không thể xảy ra được. Còn cái cây á mà nó đã chết, nó không còn nhựa nữa và nó đã khô rồi đó, mà nó không bị tẩm vào nước á, thì khi đó chúng ta lấy những cái cây khô này chúng ta ma sát với nhau thì mới phát sinh lửa. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta muốn đắc đạo quả là chúng ta phải liên tục chánh niệm cho chúng ta đó, để cho những thiện tâm nó sanh không có phiền não, tâm chúng ta nó yên tịnh như vậy là chúng ta mới thấy được vô thường của vô ngã, chúng ta mới đắc đạo quả được. Thì cái sự siêng năng tinh tấn là thứ nhất là Đức Phật dạy lần chánh tinh tấn, tức là chúng ta siêng năng tinh tấn những bất thiện nào chưa sanh, chúng ta phòng hộ, chúng ta đề phòng đừng để phát sanh. Rồi cái sự siêng năng thứ hai cũng được gọi là chánh tinh tấn, tức là những bất thiện nào đang sanh hay đã sanh đó, là chúng ta phải siêng năng tinh tấn để diệt trừ những cái bất thiện đã sanh hay là đang sanh đó. Thì trong chú giải giải thích đó, cái đã sanh và đang sanh là như thế nào. Cái đã sanh ở đây đó tức là những cái bất thiện pháp mà chúng ta đã làm rồi, nó đã sanh rồi đó. Chẳng hạn như trong nhiều kiếp quá khứ mà chúng ta đi theo ngoại đạo, thân chúng ta làm ác, miệng chúng ta nói ác, ý chúng ta nghĩ ác, thì chúng ta đã làm rồi thì những bất thiện nó đã sanh. Hay là chúng ta sanh ra trong đời này mà chúng ta chưa biết về Phật pháp thì có những bất thiện nó cũng chúng ta đã làm rồi thì những bất thiện nó đã sanh. Thì Đức Phật mới dạy rằng chúng ta phải siêng năng tinh tấn diệt trừ những bất thiện đã sanh. Thì những bất thiện đã sanh này có những cái ác nghiệp mà chúng ta đã làm nó cũng đã cho quả rồi, mà chúng ta phải sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, thì những cái bất thiện đó nó cũng đã cho quả. Rồi có một số bất thiện mà chúng ta đã làm rồi đó, nó ẩn tàng tức là gọi là hậu báo nghiệp á, đủ nhân duyên nó sẽ cho quả. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta phải siêng năng tinh tấn để chúng ta loại trừ những bất thiện pháp đã sanh đó. Thì ở đây chúng ta phải cần hiểu tức là chúng ta phải đạt đến tâm đạo và tâm quả. Chẳng hạn như quá khứ mà chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hay chúng ta nói dối, nói lời đâm thọc, nói là thô ác, nói là nhảm nhí, tham lam hay là tà kiến, si mê, thì những cái bất thiện đó thì chúng ta đã làm trong nhiều kiếp quá khứ thì đủ duyên nó sẽ cho quả. Nó sẽ cho quả thì chúng ta phải sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì Đức Phật dạy chúng ta phải siêng năng tinh tấn để chúng ta diệt trừ những bất thiện đã sanh đó, thì chúng ta phải đạt được những tâm siêu thế đạo quả. Khi mà chúng ta đạt được tâm siêu thế đạo quả, chúng ta chứng được tu đầu quần á, thì nó sẽ diệt trừ những cái bất thiện quá khứ mà chúng ta đã làm á, mà những bất thiện đó có thể nó sẽ đưa xuống khổ cảnh. Mà giờ chúng ta đã đạt được sơ đạo sơ quả rồi, thì những cái tâm siêu thế này nó diệt trừ những cái bất thiện đã sanh này, tức là những cái bất thiện mà đưa xuống khổ cảnh không còn nữa. Nếu mà chúng ta siêng năng mà chúng ta diệt được những bất thiện đã sanh này rồi đó, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Mà chúng ta muốn diệt được được những cái bất thiện mà đã sanh rồi đó thì phải đạo quả. Rồi Đức Phật dạy tiếp đó, chúng ta phải siêng năng tinh tấn diệt trừ những bất thiện đang sanh. Bất thiện đang sanh là gì? Chẳng hạn giờ chúng ta đang ngồi, tham nó sanh khởi, sân sanh khởi, si sanh khởi. Thì chúng ta là người tu tập, chúng ta là cái người có chánh tinh tấn, thì chúng ta siêng năng, chúng ta tinh tấn, chúng ta loại trừ tham, chúng ta loại trừ sân, chúng ta loại trừ si. Thì như vậy tức là chúng ta siêng năng tinh tấn diệt trừ những bất thiện đang sanh. Thì chúng ta tu á, thì sư nghĩ rằng á, ai cũng có
tham ai cũng có sân, ai cũng có si, ai cũng có những tánh hư tật xấu, ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm. Thì chúng ta tu, chúng ta phải thấy được những cái khuyết điểm của mình, và chúng ta siêng năng để chúng ta loại bỏ những khuyết điểm đó, thì chúng ta sẽ được hoàn hảo. Chứ còn phàm mà nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta sanh ra đời đó, chúng ta theo thầy tà bản ác, thì có những người thì đa tham, có người đa sân, có người đa si, có người thì đa ngã mạn, có người thì đa ganh tị, có người thì bủn xỉn. Thì nói chung ai cũng có những cái tánh hư tật xấu cả. Nhưng mà giờ chúng ta phải sao? Chúng ta phải cố gắng. Tức là những cái bất thiện đó chúng ta đã sống với nó nhiều rồi, bây giờ nó sanh khởi là Đức Phật dạy chúng ta phải siêng năng, tinh tấn để dẹp bỏ, diệt trừ những bất thiện đó. Thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn. À, người cư sĩ chúng ta tu á, à, chúng ta đang ngồi, chúng ta thực hành theo lời dạy Đức Phật, chúng ta biết à, Đức Phật dạy mình phải siêng năng tinh tấn, tức là những bất thiện nào chưa sanh mình phải siêng năng phòng hộ, đừng để cho tham sân si sanh. Nhưng mà chúng ta còn phàm mà, chúng ta phải thắc niệm, có những lúc chúng ta cũng phải dễ vui. Thì những lúc mà chúng ta thắc niệm á, chúng ta phóng túng, bắt đầu chúng ta nghĩ tới cái người mà chúng ta ghét, tâm sân sanh khởi, thì bây giờ bất thiện đang sanh. Thì Đức Phật mới dạy cho chúng ta có sự tinh tấn, siêng năng thứ hai là siêng năng tinh tấn để loại trừ bất thiện pháp đang sanh. Thì khi mà chúng ta đó khởi tâm sân lên, người cư sĩ chúng ta thấy cái sự nguy hiểm, cho nên chúng ta chánh niệm bằng cách chúng ta quan sát, chúng ta lấy tâm sân làm đối tượng, chúng ta quan sát nó biến mất. Thì như vậy tức là chúng ta có sự tinh tấn. Hay là chúng ta khởi tâm sân, cái chúng ta mới khởi tâm từ, chúng ta nghĩ rằng mong cho tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mình biết thương mình cái mình không sống với tâm sân được. Là mình nên trải tâm từ, mong cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Thì như vậy tức là chúng ta đang siêng năng tinh tấn để loại trừ ác pháp. Thì các vị làm như vậy thì các vị có sự tiến bộ. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta ghét cái người nào đó, chúng ta cứ để trong tâm từ ngày này sang ngày nọ. Mà có những người họ nói tôi mà ghét người đó chết tôi cũng đem theo. Thì như vậy chúng ta tu chúng ta đâu tiến được. Thì như Đức Phật dạy chúng ta đó, những bất thiện nào đã sanh đó hay đang sanh đó, thì chúng ta phải siêng năng tinh tấn chúng ta diệt trừ. Thì chúng ta loại trừ như vậy đó, thì suy nghĩ rằng tâm sân mà vừa sanh lên chúng ta siêng năng chúng ta quan sát, hay là chúng ta tu tập tâm từ chúng ta loại bỏ, thì suy nghĩ rằng lâu ngày nó sẽ yếu, nó có sức sống. Thì lâu ngày các vị sẽ có tâm từ, các vị có luôn luôn các vị có sự mát mẻ. Hay là khi mỗi khi mà thắc niệm mà cái tâm nó vừa hơi khó chịu chút là chúng ta quan sát nó biến mất liền. Thì như vậy nó đâu có sức mạnh để nó chi mà phối mình được. Thì khi mà những bất thiện nó yếu rồi thì cái đó chúng ta sống với tâm thiện thôi, bóng tối nó sẽ biến mất và chúng ta sẽ có ánh sáng trí tuệ. Thì như vậy làm sao chúng ta có sự tiến bộ được. Còn giờ chúng ta nó khởi tâm sân, chúng ta cứ nuôi dưỡng nó, chúng ta ôm ấp, chúng ta cứ để cái tâm sân đó nó chi phối mình từ giờ này sang giờ nọ, từ ngày này sang tháng nọ đó, chúng ta có sự hiểu lầm với người đó, chúng ta khó chịu mấy năm sau chúng ta gặp lại, chúng ta vẫn còn để trong tâm, tức là chúng ta thiếu cái chi phần của bát chánh đạo, tức là chúng ta có sự tinh tấn. Hay là chúng ta hành thiền mà tham sanh khởi, chúng ta phải nhận diện ra cái tâm tham đó, chúng ta quan sát, chúng ta thoát khỏi tâm tham, lấy đó làm đối tượng, chúng ta ghi nhận cái yếu dần nó biến mất. Thì cái sự siêng năng quan sát đó là chúng ta đang có sự tinh tấn, tức là những bất thiện đang sanh chúng ta tinh tấn, chúng ta dẹp bỏ. Thì chúng ta tu có suy nghĩ rằng chúng ta mà hiểu lời Đức Phật dạy, chúng ta tu rồi chúng ta thấy nó có hiệu quả này. Hay là chúng ta khỏi tâm tham với cái sự ham thích trong cái dục vọng ô nhiễm đối với những người nào đó, mà chúng ta có thể khởi lên cái sự siêng năng, chúng ta quán về cái sự bất tịnh của thân thể này, thân mình nó bất tịnh như vậy thì thân người khác nó bất tịnh như vậy, thì chúng ta đối trị bằng cách quán bất tịnh đó, chúng ta diệt trừ tham tâm. Thì chúng ta không muốn để cho những cái dục vọng, những cái tư tưởng, những cái tham ái nó chế ngự tâm mình được. Thì chúng ta luôn luôn chúng ta siêng năng như vậy thì suy nghĩ rằng thì những tham tâm nó không có mặt được. Bây giờ cái tâm tham nó sanh khởi, chúng ta cứ đồng hóa, chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta mơ mộng, chúng ta ước ao riết là lâu ngày nó lớn mạnh, nó có sức mạnh đó, nó chi phối, nó điều động mình, thân mình có thể làm ác, miệng mình có thể nói ác. Cho nên á, suy nghĩ rằng
cái sự siêng năng đó, chánh tinh tấn thứ hai này sẽ thấy quan trọng đó. Cho nên người cư sĩ chúng ta nhìn lại, chúng ta tu là chúng ta luôn luôn chúng ta nhìn lỗi mình chứ không nhìn lỗi người. Nó còn dạy rằng chớ nên nhìn lỗi người có làm hay không làm, hãy tự nhìn chính mình có làm hay không làm. Người cư sĩ chúng ta thấy rằng có những lúc mà chúng ta nhìn vào cái lỗi người khác thì phiền não nó sanh không? Mình thì bổn xỉnh, nhưng mà mình lại chê cái người kia tại sao họ không bố thí. Cái việc mà cái người khác không bố thí cái chuyện của họ, còn mình thì mình cố gắng mình bố thí thì mình có phước. Còn người kia họ bụng sỉnh thì họ sanh rồi họ nghèo. Nhưng mà chúng ta không chịu suy xét về mình, mà chúng ta nhìn lỗi người khác để chúng ta phiền não. Thì cái người đó họ có giữ giới hay không cái chuyện của họ, quan trọng là mình có giữ giới hay không. Mình thì không giữ giới, nhưng mà mình lại chê người khác. Thì cái đó mình đang nhìn lỗi người để phiền não nó sanh. Mình thì không có sự gọi là cung kính, không có sự gọi là tha thiết nghe pháp hành thiền mà mình lại chơi người khác. Cho nên giờ chúng ta tu á, là người cư sĩ chúng ta tập mỗi ngày chúng ta suy xét, chẳng hạn sáng chúng ta thức dậy chúng ta làm công việc hay chúng ta tu tập, rồi tối trước khi đi ngủ rồi chúng ta hành thiền, rồi chúng ta phải suy xét coi trong thời gian qua mình có những khuyết điểm nào không, và mình có những cái khuyết điểm nào mà nó thường chi phối mình, nó làm cho mình không được an ổn. Tức là mình biết đây là bất thiện nhiều đời, hay là trong cái đời sống này mình đã huân tập. Thì có người cư sĩ chúng ta biết được như vậy, chúng ta suy xét đây là phiền não, đây là ác pháp, nó đưa mình xuống khổ cảnh, nó làm cho mình đau khổ và người đau khổ. Thì khi đó chúng ta siêng năng để chúng ta gọi là nỗ lực để chúng ta dẹp trừ những cái tánh hư tật xấu. Chúng ta cố gắng mà chúng ta diệt trừ á, tuy rằng á mới thì chúng ta hơi khó, tại vì khi mà nó trở thành cái cá tánh, thành cái nghiệp á, thì chúng ta loại trừ nó khó. Bây giờ chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải siêng năng thì lâu ngày thì chúng ta sẽ diệt trừ được nó. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, nhưng lâu ngày nó cũng giảm chứ. Khi mà nó trở thành cá tánh là suy nghĩ nó khó bỏ lắm. Chẳng hạn giờ xin nói thí dụ, mình sinh ra ở Việt Nam mình đã ăn những cái món ăn á, thức ăn của người Việt quen rồi. Bây giờ mình qua Mỹ, mình ăn những cái thức ăn bên nước Mỹ, mình thấy nó khó ăn. Tâm mình nó nhớ về cái món ăn Việt Nam. Thì nó trở thành cá tánh, thành thói quen, trở thành cái nghiệp rồi. Mà giờ chúng ta muốn bỏ được, thì chúng ta phải cố gắng chúng ta tập, chúng ta ăn những cái món thực phẩm của người Mỹ lâu ngày nó quen. Thì chúng ta không còn nhớ những cái món ăn của người Việt nữa. Thì những cái tánh hư tật xấu của mình, có nhiều kiếp mình đã sanh ra đời, mình là cái người tham nhiều á. Mình huân tập cái tâm đó. Rồi trong kiếp sống này cũng vậy, mình cứ huân tập nó lâu ngày nó có sức mạnh đó. Mỗi khi cái nó sanh khởi là nó chi phối, nó điều động mình. Bây giờ mình biết đây là những cái tánh hư tật xấu, là mình phải siêng năng cố gắng mình quan sát. Mình phải diệt trừ nó, lâu ngày nó yếu rồi, cái đó là mình không có đam mê vào những cái đó nữa. Thì nó sẽ yếu dần. Chúng ta loại bỏ bằng cách đó. Thì chúng ta muốn loại bỏ được như vậy là chúng ta phải có sự siêng năng. Hay là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã huân tập cái tâm sân nó nhiều á, hay là trong đời sống này mình sanh ra mình sanh trong một cái gia đình, hay là mình sống trong một hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, mỗi ngày mình cứ huân tập cái tâm sân, mỗi ngày nó có sức mạnh, nó chi phối mình, trở thành người đa sân đó, thì đó là những cái tánh hư tật xấu. Thì mình phải siêng năng tinh tấn để mình quan sát dẹp bỏ, hay là mình tu tập tâm từ. Chứ các vị thấy không, như hồi nhỏ mình mới sinh ra mình đâu có thích món ăn Việt Nam đâu, do mình huân tập. Hay là mình mới sinh ra còn nhỏ là mình đâu có thích những cái phong tục tập quán của người Việt, do mình huân tập lâu ngày nó có sự thích thú đó, nó trở thành cá tánh. Hay là có những người họ mới sinh ra họ đâu phải là người gì tứ đổ tường đâu, nhưng mà họ sinh ra và họ lớn lên theo bạn bè xấu, họ hưởng trong các dục, bắt đầu cái tâm tham nó mỗi ngày nó có sức mạnh á, thì trở thành cái cá tánh của chúng sanh, mà chúng sanh này khó bỏ. Bây giờ những chúng sanh này mà muốn bỏ được những cái tánh hư tật xấu đó thì phải có sự siêng năng tinh tấn để diệt trừ bằng cách tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Cho nên suy nghĩ rằng ai cũng có những cái tánh hư tật xấu. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta bây giờ chúng ta mới biết về Phật giáo nguyên thủy, thì chúng ta thấy rằng giữ năm giới nó khó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thật sự là nó khó vô cùng. Tại xưa mình đã sống buông lung mà. Mình có thể uống rượu, mình có thể sát sanh, giết mũi mồng. Thì nó trở thành thói quen rồi. Thì giờ chúng ta biết đây là những cái bất thiện pháp.
nó không tốt thì chúng ta phải siêng năng tinh tấn, chúng ta tác ý, chúng ta gìn giữ giới của Đức Phật, chúng ta đừng để cho nó vi phạm nữa. Thì sau này chúng ta có trở thành thói quen là chúng ta không bao giờ chúng ta phạm giới được. Như vậy là tức là các vị có sự siêng năng đó. Cho nên cái sự siêng năng thứ hai á, là Đức Phật dạy là siêng năng tinh tấn để loại trừ gọi là bất thiện pháp đang sanh hay đã sanh. Rồi cái sự siêng năng thứ ba nữa đó là Đức Phật dạy rằng những thiện pháp nào chưa có thì chúng ta phải siêng năng tinh tấn, chúng ta phát triển cho nó có. Tức là những cái thiện pháp mà chúng ta thấy, những cái thiện pháp nào chẳng hạn chúng ta chưa có, chẳng hạn người cư sĩ chúng ta tu tập, thì Đức Phật dạy rằng ba cái phước căn bản mà chúng ta phải cần tạo đó là phước vật, phước đức và phước trí. Cho nên chúng ta thấy rằng trong thời gian qua đó mình mới có thực hành cái phước vật bố thí thôi, mà chúng ta thấy rằng phước đức và phước trí mình nó chưa có thì chúng ta phải siêng năng, chúng ta nỗ lực để chúng ta tạo phước đức bằng cách chúng ta giữ năm giới, hay là chúng ta tu tập tâm từ, hay là chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ để chúng ta tạo phước đức. Thì chúng ta siêng năng để chúng ta làm những cái thiện pháp này đó, thì lâu ngày nó sẽ có. Thì như vậy tức là siêng năng tinh tấn những bất thiện, xin lỗi, những thiện nào chưa có đó, thì giờ nó có. Hay là chúng ta đó đã có tạo phước vật bằng cách bố thí, rồi chúng ta cũng có tạo phước đức bằng cách giữ giới hay tu tập tâm từ hay cung kính hay phục vụ, nhưng mà chúng ta chưa có phúc trí, tức là chúng ta chưa biết hành thiện tứ niệm xứ, thì giờ chúng ta phải cố gắng, chúng ta siêng năng tinh tấn để chúng ta thực hành tứ niệm xứ để cho trí tuệ nó sanh. Thì như vậy tức là những thiện pháp chưa có bây giờ nó có, nó phát sinh. Thì nói chung á, cái sự tinh tấn á, tức là chúng ta phải nhớ rằng những cái thiện nào chưa có thì chúng ta nỗ lực, chúng ta phát triển để cho nó có, thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn. Rồi cái sự tinh tấn thứ tư á, tức là những cái thiện pháp nào nó có rồi á, thì chúng ta phải siêng năng tinh tấn, chúng ta gìn giữ, chúng ta đừng để cho nó mất và nó đưa đến sự sung mãn viên thành, thì như vậy cũng được gọi là chánh tinh tấn. Như người cư sĩ chúng ta bây giờ chúng ta đã có giữ giới tròn năm giới là chúng ta đã có thiện pháp rồi đó, nhưng mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải gìn giữ năm giới của chúng ta đó nó không bị vi phạm. Chúng ta phải biết gìn giữ cái thiện pháp này, rồi chúng ta phải củng cố như thế nào đó mà chúng ta giữ giới thành thói quen, không bao giờ chúng ta vi phạm nữa. Thì như vậy tức là những thiện pháp mà đã có là chúng ta làm cho nó sung mãn. Hay là người cư sĩ chúng ta giờ biết thực hành tứ niệm xứ, chúng ta đã biết chánh niệm rồi, tức là những thiện pháp chưa có bây giờ nó có rồi, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải duy trì cho những cái chánh niệm đó như thế nào đó nó có sự liên tục và những trí tuệ nó phát sinh một cách mạnh mẽ hơn nữa. Và khi mà những trí tuệ là nó có rồi thì chúng ta phải gìn giữ, chúng ta làm cho nó sung mãn, nó được viên thành, thì như vậy cũng được gọi là chánh tinh tấn. Thì đây á, nói chung á, trong cái chánh tinh tấn hiệp thế nó cũng đồng nghĩa với tứ chánh cần, tức là trong tứ chánh cần nó Đức Phật dạy đó có hai pháp để chúng ta ứng xử đối với bất thiện pháp và có hai pháp để chúng ta ứng xử với thiện pháp. Tức là hai pháp mà để chúng ta ứng xử với bất thiện pháp là gì? Tức là thặng cần và trừ cần. Thặng cần tức là siêng năng tinh tấn những bất thiện pháp mà chưa sanh đừng để phát sanh. Trừ cần là gì? Tức là siêng năng tinh tấn những bất thiện pháp nào đã sanh hay đang sanh là chúng ta phải diệt trừ. Thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta có hai pháp gọi là siêng năng đó, để ứng xử đối với bất thiện pháp. Và Đức Phật dạy chúng ta có hai pháp để chúng ta ứng xử đối với thiện pháp, đó là tu cần và bảo cần. Tu cần tức là những thiện pháp nào chưa có, chúng ta phải siêng năng tinh tấn làm cho nó có, làm cho nó phát sanh. Như vậy được gọi là tu cần. Và cái thiện pháp thứ hai để chúng ta ứng xử với thiện pháp, tức là những thiện pháp nào đã có rồi đó thì chúng ta phải siêng năng tinh tấn, chúng ta phải gìn giữ cho nó được tồn tại và làm cho nó sung mãn. Thì như vậy được gọi là bảo cần. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng. Thì ở đây á, khi mà đề cập đến cái tu cần hay bảo cần ở ngài Sariputta, người có dạy đó như thế nào gọi là tu cần, như thế nào là bảo cần. Tức là tu cần đó, tức là vị tỳ kheo phải phát triển gọi là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, hỷ giác chi, tấn giác chi,
tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Tức là những giác chi này chưa có thì phải làm cho phát sanh, phải làm cho sanh khởi, thì như vậy được gọi là tu căn. Và những giác chi này đã sanh khởi có mặt rồi thì vị tỳ kheo phải biết gìn giữ và làm cho thất giác chi này được sung mãn để đưa đến sự giác ngộ, thì như vậy được gọi là bảo căn. Ở trong kinh Ngài Xá Lợi Phất mà dạy như vậy. Thì đây đó, trong cái phần chánh tinh tấn thì nãy giờ sẽ đề cập là có bốn sự tinh tấn như vậy. Tức là siêng năng tinh tấn để phòng hộ những bất thiện nào chưa sanh đừng để phát sanh. Chúng ta siêng năng tinh tấn, những bất thiện nào đã sanh hay đang sanh là chúng ta phải siêng năng để chúng ta dẹp bỏ. Và chúng ta siêng năng tinh tấn những thiện pháp nào chưa sanh thì làm cho phát sanh. Và chúng ta siêng năng tinh tấn những thiện pháp nào đã sanh thì chúng ta phải biết gìn giữ và chúng ta phải làm cho sung mãn. Thì những cái sự siêng năng tinh tấn này, cái chánh tinh tấn này được gọi là chánh tinh tấn hiệp thế. Tự chánh tinh tấn hiệp thế, tức là chỉ bắt cảnh trong đời thôi. Rồi cái sự tinh tấn thứ hai đó, tức là cái chánh tinh tấn gọi là siêu thế, tức là chánh tinh tấn đi chung với bát chánh đạo siêu thế, hòa quyện đầy đủ tám chi phần của bát chánh đạo, bắt cảnh niết bàn để diệt trừ tà tinh tấn, thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn siêu thế. Thì đây chúng ta tu tập á, thì chúng ta tu tập về chánh tinh tấn hiệp thế. Khi mà chúng ta tu tập về chánh tinh tấn hiệp thế được sung mãn rồi đó, thì khi đó chúng ta sẽ đạt được chánh tinh tấn siêu thế. Chánh tinh tấn siêu thế thuộc về pháp thành, thuộc về tu chứng. Còn chánh tinh tấn hiệp thế thuộc về pháp hành, thuộc về pháp tu tập. Pháp tu tập khác, còn pháp tu chứng khác. Pháp tu tập nó thuộc về pháp hành, còn pháp tu chứng thuộc về pháp thành. Cho nên trong giáo pháp của Đức Phật á, chúng ta phải cần hiểu, chúng ta phân ra có ba. Tức là thứ nhất là pháp học, thì gồm có Tam Tạng Kinh Điển, hay là bộ, tức là Bộ Tạng Kinh, Bộ Tạng Ví Dụ Pháp, Bộ Tạng Lực, rồi Chú Giải. Đó là chúng ta đề cập đến pháp học. Còn chúng ta đề cập đến pháp hành á, tức là chúng ta nói hẹp á, tức là Tam Vô Lậu Học, đó là giới định tuệ. Rồi chúng ta nói rộng, tức là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Rồi chúng ta nói rộng nữa đó, tức là 37 phần chợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất các chi và bát chánh đạo. Đó là pháp hành. Còn pháp thành là gì? Tức là bốn đạo: sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Bốn quả, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả và niết bàn, thuộc về pháp thành. Thì chúng ta đó, tu tập thì chúng ta phải cần có pháp học. Chúng ta tìm hiểu trên cái lý thuyết đúng theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta có một cái chi kiến đúng như vậy, được gọi là chúng ta có trí, gọi là trí văn rồi đó. Tức là chúng ta có pháp học đó. Bước qua cái giai đoạn thứ hai là chúng ta thực hành. Tức là chúng ta qua giai đoạn pháp hành. Thì khi chúng ta có pháp học và chúng ta hiểu đúng và chúng ta thực hành đúng, thì như vậy cái pháp thành sẽ sanh khởi, đó là đạo quả niết bàn. Thì xin nghĩ là hôm nay xin chia sẻ đến vị là thêm ba cái chi pháp nữa. Đó là chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn. Thì xin nghĩ rằng thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, có phần phước nào phát sanh, xin chia điều đến tất cả chư thiên, vua trời Đế Thích, Tức Đại Thiên Vương, và chư thiên ở thiền viện Tứ Niệm Xứ, và chư thiên ở chùa Viên Tuệ này, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này. Và có phần nào phước nào phát sanh, xin chia đến cho toàn thể hội chúng, mong rằng các vị luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành. Thì đoàn tặng cổ đau thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.